Con nghĩ chia sẻ nhiều. Như là quen qua đường thôi, không nghĩ là tới người này. Tức là nghĩ là quen qua đường bạn này thôi. Ai dè tại sao lại thương đậm sâu như vậy? Thật ra thì lúc đó nhưng mà lúc đó em làm gì mà em giàu quá vậy? Em tu mang được cổ bán nhà đó giống như lúc đó là có chiếc xe hơi rồi bán chiếc xe hơi đó. Cũng vì cái điều đó cho nên ba của cô ấy mới thấy vậy á. Em đang ngủ tối thì mặc một cái quần đùi, sáng ngủ dậy cái quần đâu mất tiêu luôn, thấy bỏ tuột luôn. Em tên là Khách Thế và em năm nay 30 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và tư vấn nhà đất. Chào anh Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoàng Kim Xuân. Em hiện đang kinh doanh spa và bán mỹ phẩm. Trời ơi, em bé này có hai cái đồng điếu dễ thương quá. Em Xuân là bao nhiêu tuổi? Dạ 25 tuổi. Anh Thuận rất muốn biết lần đầu tiên hai bạn gặp nhau ở đâu và lần đầu tiên ai để ý ai trước. Tụi em là chơi chung với nhau từ một cái nhóm bạn. Lúc đó bạn ấy có người yêu rồi, em cũng đã có người yêu luôn rồi, nhưng mà đi chơi chung với nhau. Là chơi với nhau được tầm 4 năm thì bạn ấy chia tay người yêu, em cũng chia tay luôn. Bắt đầu hai người mới đi chơi cùng rồi tự nhiên hai người thích nhau luôn. Nhưng mà chị hỏi nè, cái thời gian mà hai đứa chia tay người yêu á, rồi xong rồi em có tâm sự với bạn này, rồi bạn này có tâm sự với bạn kia không? Dạ cũng không có tâm sự, tại lúc đó em cũng có người yêu khác nữa. Vậy hả? Tại vì Kim Xuân xinh mà. Rồi lúc đó chắc có lẽ là anh này đơn phương em này đúng không? Dạ nói chung là cũng thích nhẹ cái thích nhẹ là nghĩ thứ nhì là bao lâu thì tụi em chia tay? Cũng mấy tháng rồi, tại vì hồi xưa em chọn một người phải nói chung là sự nghiệp này nọ phải chắc ăn. Đúng rồi, phải chắc ăn. Tại vì mình thấy mình cũng xứng đáng được vậy. Nhưng mà sao mình gặp được cái người đó nhưng mà mình không có thích. Em biết và em biết được rõ cái mối quan hệ của vợ em với cái người đó luôn. Đúng thành ra là em cứ âm thầm đeo đuổi đúng không? Dạ. Rồi bao lâu thì em mới chinh phục được cô gái này? 3-4 tháng gì đó. Sau khi mà em chia tay với cái bạn thứ nhì rồi đúng không? Dạ. Nghĩ như là quen qua đường thôi, không nghĩ là tới người này. Tức là nghĩ là quen qua đường bạn này thôi. Ai dè tại sao lại thương đậm sâu như vậy? Thực ra thì lúc đó em gặp khó khăn trong công việc. Thì anh này đã đứng ra giúp đỡ em một số tiền cũng mấy trăm triệu. Mà giờ mình bỏ người này vậy thì mình họ không làm được. Coi như nợ ân tình đó. Bây giờ cái nợ đó em đã trả hết chưa? Chưa. Giờ trả hết cuộc đời của tôi cho anh rồi đó. Chị hỏi nè, cái lúc mà em đưa tiền cho bạn này mượn á, em thực sự thương cảm cái hoàn cảnh của bạn này hay là em một công đôi chuyện? Thật sự thì em không có nghĩ nhiều, em thương rồi em thấy đang bị cái công việc như vậy á, thì nói chung là em hết lòng giúp thôi. Còn cái chuyện mà bạn ấy có thương mình hay không hay sau này có trả cho mình không, mình không quan trọng là có đền đáp gì không. Rồi đến lúc nào thì em cảm nhận là bạn ấy yêu em? Sau một thời gian dồn hết tâm huyết để mình giúp cô ấy để lấy lại những cái gì mà cô ấy mất mát á, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà và sau đó có nghĩa là hai đứa yêu nhau. Và cái tình yêu nó có trơn tru không hay là nó gặp nhiều cái sự cố? Ba của em không có đồng ý. Nhưng mà rồi cuối cùng em thuyết phục sao mà ba thích? Dạ thì ba đồng ý. Từ từ thì đó, ba thấy ảnh giúp đỡ này nọ, rồi ba cũng thấy được là người ta tốt với con mình. Nhưng mà lúc đó em làm gì mà em giàu quá vậy? Em tu mang được cổ bán nhà đất giống như lúc đó là có chiếc xe hơi rồi bán chiếc xe hơi đó. Cũng vì cái điều đó cho nên ba của cô ấy mới thấy vậy á. Giàu thì cũng không giàu đâu, không. Nhưng mà giống như có nhiều là đưa cho em hết. Chồng em được cái là rất là chịu chơi chịu chi, tiền cũng không có nhiều nhưng mà rất là chịu chi. Cái lúc mà đám cưới là cho em đi Maldives để chụp hình cưới luôn. Quá sang luôn. Lần đầu tiên của hai đứa là trong chuyến du lịch. Là lúc đó ở nhà em chứ, là từ lúc mà chia tay cái người đầu tiên á là tới đó chắc cũng 2 năm rồi, em không có chuyện đó với ai hết. Nên cũng tự nhiên cái anh này tới cũng làm mình hơi khó chịu. Nói chuyện trên mạng mấy tháng thôi chứ chưa gặp. Hiểu rồi. Vậy là bao lâu thì tụi em mới chính thức là dọn về ở sống chung với nhau? Em làm spa thì cũng có thuê nhà ở riêng, chắc cũng được vài tháng là ở chung luôn. Thì cái lúc đó em thường hay lui tới, tại vì có ở chung với mấy người anh chị rồi nữa, qua đó rồi ăn nhậu hàng ngày á, nhậu qua nhậu lại rồi xong rồi hai người nhậu luôn. Coi như là sau đó thì ba là đồng ý rồi, còn về phía gia đình em là ok hết. Đúng rồi, nguyên gia đình em thì nói chung là em thích ở đâu thì chọn ở đó, miễn sao mình thấy vui hạnh phúc là được. Tụi em làm đám cưới với nhau bao lâu rồi? Được 10 tháng rồi. Vậy thì giờ nè, trong 10 tháng qua em có phát hiện cái tật xấu gì lòi ra ở cái ông chồng này không?
có, nói nhiều. Trời ơi, nói nhiều hả? Đây ông run rẩy vậy mà ông nói nhiều hả trời? Nhiều. Nói chung là cũng do em, tính em thì không có gọn gàng này kia nên ông hay nói, ông hay lại nhảy lèm bèm đó. Đúng rồi, lèm bèm. Ví dụ em múc gì em cũng hay làm đổ á. Cái là ông chửi, ông nói hoài à. Nói mà tiếng cái ông hay là nói cứ trong họng á, lèm bèm. Có không cũng nạt á. Nhưng mà cái tính mình là vậy rồi sao mình thay đổi được? Lèm bèm được không? Hơi nóng tính. Có bao giờ mà nạt em hay lớn tiếng nghe mà em khóc rấm rứt không? Nạt thôi rồi xong em nạt lại. Không biết miệu mèo nào cắn miễu nào à. Sao nữa nạt rồi còn ham rồi gì nữa không? Dạ ghen. Vừa em đi đâu ra đường mặc đồ hở không? Dạ là ổng hay gì dòm, bảo không, ổng không cho bằng vậy. Mà giống như mình mặc cái áo cũng bình thường à, ai đâu giống như nhìn vô giống ổng đâu. Đâu, như là nhìn, ví dụ mà nhìn thẳng vậy là sẽ không thấy ai mà nhìn vậy đâu. Ừ, ông ra chỉ ông, có, đúng rồi. Ông dòm vô sao thấy. Đúng rồi, ông dòm vô vậy. Người ta thấy hết đúng sao. Đúng rồi, nếu mà ai đâu đút cái đầu vô giống ổng đâu. Ê, đúng rồi, nhìn khòm. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi để tôi nói đó. Chuyện tôi nhìn lên nghe. Ông kia. Dạ, vậy đó. Có hay ham nhậu không? Có hay tụ tập bạn bè không? Có, lâu lâu mới đi thôi chứ không có đi hoài. Chứ là hồi đó là nãy mới kể đó là về mua đi là phải có em thì đi chứ không có không có nhậu là ý là không có, không có ghiền đúng không? Dạ, không có ghiền. Không có rượu chè cờ bạc trai gái đồ. Dạ, đúng vậy là tốt quá rồi. Thì tại em quen cũng 2 năm á. Để giống như mình nhìn coi có cái tật xấu gì không. Tại vì hồi đó cũng kinh nghiệm mình quen người trước mình ra đúng rồi. Đúng trời rồi. Ơi nhiều ông về ở với nhau mới lộ tật xấu. Không, mà đi nhậu mà có 2 người đi đỡ lắm nha. Dạ. Có gì em chở. Dạ, đúng không? Đúng còn rồi. Không nhậu về hay bị té xe lắm á. Té hoài luôn anh. Cái lần đó đi nhậu mà té 3 lần luôn. Về cái xe là nát bấy luôn. Có nghĩa là đi trên đường sao? Mà té 3 lần. Đúng rồi, té xong rồi dắt xe lên chạy tiếp. Té tới 3 lần là dữ lắm á. Dạ. Tại vì ảnh kiểu ảnh hay ngại ngùng á, ngại từ chối lắm. Ai mời là ảnh cũng để đó phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ sau khi mà lấy anh này rồi thì em mới thấy là ảnh có đầy đủ những cái yêu cầu mà giống như là hồi đó em suy nghĩ không? Có nghĩa là cái yêu cầu của em cao á. Dạ. Thì em thấy là anh thì có đúng thấy, yêu cầu của mình chưa? Dạ cũng đủ. Em có thể độc lập kinh tế thì em chỉ cần cái người đàn ông là chỉ cần ngoan thôi chứ cũng không có cần phải kiếm quá nhiều tiền cho mình. Tại vì tiền mình có thể kiếm được. Hay quá. Dạ đúng rồi, chứ mình lấy cái người chồng giàu quá thì cái người đó sẽ hay đi chơi hoặc là đi ra đường suốt ngày. Đúng rồi, thì cái đó mình không yên tâm. Rồi tới bạn này nè. Kể tật xấu của vợ em ra chắc hết tập luôn. Vậy đó. Nhiều lắm chị ơi. Ở nhà hiện tại giống như em là đi chợ nấu ăn, nấu cơm, giặt đồ. Nói chung là em làm tất cả hết. Vợ em là không làm gì, chỉ có việc làm kiếm tiền thôi. Yeah. Mà bừa bộn đó, nói chung là đụng cái nào là giục cái đó, đụng cái nào giục cái đó, đổi cái nón bảo hiểm trên đầu thôi. Đi về tới nhà là bắt đầu bên vô trong nhà đó là giục ở đó, cái khẩu trang giục một cái áo giục một cái, giục tùm lum, không có nhớ gì hết đó. Là ai là người đi nhặt? Em là cái người dọn hết. Lý giải luôn là bởi vì nó lèm bèm là đúng rồi đó. Nhắc hoài cuối cùng cũng vậy, không thay đổi. Nhưng mà có bao giờ mà nhắc mà nói nổi mà hai đứa gây lộn nhau luôn? Cũng có, nói chung là mình bực quá thì mình nói, mà nói thì cô này rất là ngang, mình nói một tiếng là cô này đốt lại liền, giống như ở nhà cô ấy làm chồng vậy đó. Em giống như là làm một vợ. Dạ, giống như một rồi. Nàng vợ dâu, nàng dâu hiếu thảo á, một chàng vợ đó. Dạ. Rồi cái gì nữa? Rồi, cái chai nước tẩy trang của cái bạn này này, cái nắp á mà đậy lại là ngày đó là ngày tặng thế, mở ra một cái tẩy trang là để vậy luôn á, có khi nó đổ nó rớt xuống dưới giường anh, nó ướt có khi nào em cố tình em để gì để cho ổng đậy không vậy? Dạ, không, em không có nhớ, không nhớ. Dạ. Một cái gì hết, làm cái gì cũng vậy á, hậu đậu lắm, giống như ngồi trong một cái bàn ăn chị coi từ đầu tới đuôi cũng phải rớt đổ hoặc là rớt bể luôn. Đổ ăn là rớt, cơm là phải đổ rồi rớt xuống. Đúng rồi, đổ có lụm lên ăn không? Cũng có luôn, có nhiều khi rớt á, nhìn thấy cái đó ngon quá tiếc lụm ăn luôn, nhìn qua nhìn lại coi có ai không. Vậy đó. Anh gặp hoài à. Dạ, còn thật. Dạ. Xấu gì nữa nè? Đang đi ở ngoài đường á, xoay qua xoay lại cái bắt thò tay giỡn cái gì á, đang ở ngoài đường đông lắm, bà cứ nghĩ là bà thích lúc nào là bà bóc lúc đó, bà thích lúc nào là bà chụp lúc đó. Chụp. Dạ, sự như đang ấy. Đó là mình nận nhá, mình nận. Còn có sở thích gì mà nó? Em đang ngủ tối thì mặc một cái quần đùi, sáng ngủ dậy cái quần đâu mất tiêu luôn, thấy bỏ tuột luôn. Trời ơi, những cái sở thích bà chơi vậy đó. Bà là lạ lùng. Dạ. Không, mà con vợ có chồng thích... vậy mới vui. Nằm cái nhiều khi bà kêu vợ cái nắp lên, bà dúi vô cái nắp, bà ngửi cái mà mình thì lúc kia nó nhột quá, mình khó chịu mà cứ dúi. Nói là phải làm nha, không làm là bắt đầu bà dặn. Vậy đó, phải dỡ nắp lên. Dạ. Một ngày bà dúi vô nắp mấy lần? Bà dúi nhiều lắm rồi, bà bóc hốt, bà làm tùm lum hết trơn. Tội nghiệp em quá, tự nhiên kể cái anh thấy cái đời chồng em cung kiên quá. Vợ chồng quen nhau mà em nghĩ không có mấy đó không có vui đâu. Đúng rồi, cái thú vị đó. Rất vui. Tranh thủ chưa có con á thì cứ là hưởng thụ cái những
cái cảm xúc, những cái mà dễ thương vui vẻ đó. Dạ. Nhưng mà rồi có ghen không nè, cô gái này có ghen không? Dạ ghen. Nhận luôn. Ông này hay hay ga lăng lắm. Ồ. Mà ga lăng với gái nữa. Ồ. Em không thích. Ông không cần ga lăng với ai á, cần ga lăng với tôi được rồi. Giống như là đi chơi quy một cái đám bạn vô đứng thì em thấy mấy bạn kia không có khui bia cho cái bạn gái đó thì em mới khui bia thôi. Em rót qua cái là bắt đầu bà giận quá trời giận luôn, rồi bắt đầu gây lộn luôn. Gây lộn tại đám tiệc. Là bà giận lúc đó nhưng mà xong rồi về nhà. Vậy mới nói, đó, vậy mới nói thôi chứ không có làm khui bia thôi đó. Không lấy ngay chai bia của em đưa nhỏ đó nữa. Đó, có nghĩa là quy một cái đám bạn không ai lấy chai bia cho hết cho nên em phải rót chai bia em rót vô thôi. Có người khác hoặc là có cái người khác tao quan tâm. Làm vậy vô tình cái người kia hiểu lầm phải không? Dạ đúng rồi đó. Ngộ nhận chứ không phải lầm. Đúng rồi, ngộ nhận. Tại vì ông đẹp quá mà người ta ngộ nhận. Đúng rồi. Để tại sao? Đúng rồi đó. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì trong tất cả những cái tính mà nãy giờ em kể ra? Tỉnh nói nhiều, em ghét nói nhiều. Không có lèm bèm phải không? Nó nhảy 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 hoặc là nói một lần rồi thôi. Nhiều lần ổng nói vậy á, cái em nói sao vậy sao đó. Ông không kiếm vợ nào giỏi ông lấy. Lấy tôi chi vợ về em nói nhiều quá. Còn ngược lại bạn này muốn em thay đổi gì? Em thì em muốn vợ em thay đổi. Nói chung làm cái gì cũng phải trầm tính xíu. Nói chung là nếu mà chồng nói cái gì á thì mình nhỏ nhẹ nói. Em nói cái là bạn ấy hay quạ quọ rồi nóng tính lắm. Nói chung nghĩa là không có lắng nghe. Dạ mà đúng rồi. Cãi lại. Trong cái cuộc cãi vã là bạn ấy phải là người thắng, còn không thắng một là la bùm lên, hai còn ôm mặt khóc. Khóc quá gì khóc mà khóc tức tưởi á, cái dạng vậy đó. Cho nên là mình muốn thay đổi có tội. Dạ đúng rồi, trong khi đó mình là cái người đúng không phải là sai. Cãi vã cỡ nào em luôn là người nhận cái sai thì bạn ấy mới chịu. Thật ra cái hành động của em như vậy là rất là đàn ông. Em biết sao không? Thực ra là vậy nè. Tại vì bạn này bạn đang ở đúng cái lứa tuổi đó. Cái lứa tuổi của mấy cô gái mà còn đang gọi là chưa có định hình á. Của một cái người vợ và người mẹ. Nhất là hai đứa mới lấy nhau có 10 tháng thôi. Là năm mà cọ sát về hai cái tính cách khác nhau. Của hai cái cá thể khác nhau á. Rồi về chung một nhà. Thành ra là bây giờ là bạn phải lòi hết tất cả những cái tánh xấu của bạn ra. Những cái gọi là cái tôi đó, cái tôi của mỗi người ra. Khi mà qua năm tới đi, ví dụ như có em bé. Thì hai đứa sẽ dung hòa cái tính cách lại. Nãy tại sao chị hỏi em cái là em đã tìm được đúng cái người đàn ông của mình chưa? Thì em đã xác định là em tìm đúng rồi. Mà cuộc đời của một người phụ nữ mà tìm đúng được cái người mà mình mong muốn á, không phải ai cũng làm được. Đó, cho nên khi mà mình đã có được cái điều đó rồi thì mình phải giữ. Đúng không nè? Còn bạn á, thì tại vì bạn hơn bạn này tới 5 tuổi lận. Thì bạn sẽ từ từ bạn hướng dẫn, bạn gò cái bạn kia lại. Cái mà trò mà đáng yêu như thế thì chị nghĩ là hai đứa ở nhà thì cứ thoải mái đi. Chỉ có điều ra đường khéo khéo xíu thôi. Đừng cho tao thấy sợ bạn này quê. Thấy một cái là lên mạng, một cái là nổi tiếng rồi. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình Vợ Chồng Son, hai người có gương mặt phu thê. Trời có ai nói với các em vậy không? Hình như là mọi người ai cũng nói như vậy đó. Đúng rồi. Sinh là lần đầu tiên gặp nhau á. Sinh ra là để gặp nhau, yêu nhau và lấy nhau. Vì vậy nên là em chấp nhận cưới vợ sớm sau một năm quen nhau á. Rồi bây giờ giới thiệu về mình. Thì, em xin chào của anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và tất cả mọi người đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Thì em tên là Hoàng Ba Tuấn, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm là công ty tập đoàn Tiểu Ốc Trần Anh, chuyên về bất động sản. Thế còn em? Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân, các vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Hoàng, hiện tại là em nhỏ hơn chồng em 1 tuổi là 26 tuổi. Và đang kinh doanh bất động sản cùng với công ty chồng luôn. Chung công ty nhưng mà ai chức lớn hơn? Dạ em là người cũ, còn vợ là mới. Dạ lúc đầu mới vào á thì em là nhân viên cũ, thì vợ chồng em vợ mới vào thì được quản lý xếp vào cho làm trung đội với em luôn. Thì em có hướng dẫn cho vợ. Nhưng mà em gặp cô này em thích liền không? Dạ lúc đầu á thì gặp vợ em không ấn tượng đâu, tại vì thấy lùn nữa thì xấu. Đó không ấn tượng. Dạ. Rồi còn Hoàng thì sao? Gặp anh ấy thì sao? Dạ nói chung là lúc ban đầu gặp anh thì cũng không ấn tượng lắm, tại vì đi vô công ty cái được xếp ngồi đối diện với lại chồng em, thì cái anh này ảnh nói giọng người Bắc. Em thì ở trong Nam, cái hồi trước thì có cái chị gần nhà chị cũng lấy người Bắc á, người kêu là đàn ông người Bắc hay gia trưởng. Nên là em cũng ấn tượng đầu tiên là không thích. Né, coi như né đó. Trời, như vậy là lần đầu tiên các bạn đều không có ấn tượng tốt về nhau. Vậy thì làm sao đến được với nhau? Tôi đoán cho anh coi, tại vì đi làm chung hoài một tổ đó. Đi bán buôn vậy cùng một người thì cũng phải hai bạn đi phải đi chung với nhau. Đúng rồi, cái này đúng không? Đúng không? Đúng không? Như là gần nhau quá. Cửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thì nói chung là bạn này vợ mới á, thì em cù rồi thì đâu cũng có kinh nghiệm rồi, thành ra là hay đi qua gặp khách hàng á để giới thiệu và tư vấn. Em hay chở vợ đi theo mình đi nhiều á, rồi tâm sự rồi chia sẻ, thấy hai người nó đồng cảm vào cái một cái gì đó. Ảnh là người chủ động theo đuổi em hay là em?
Dạ, ảnh là người chủ động, ảnh cứ theo đuổi rồi cứ trong công ty rồi cứ hay theo rồi quan tâm rồi mua nước các kiểu, cộng theo mấy anh chị đồng nghiệp á cứ hay ghép sắp nhau vô. Dạ, cứ kêu là có nét mặt phu thê rồi cứ ghép nhau rồi cũng chọc chọc. Cái lại tụi em cũng hay đi tiếp khách đồ á, rồi nhiều đêm rồi đi nhậu nghe chứ, rồi xong hai phải đưa nhau về. Có khi nào mà ảnh nhậu vô ảnh mượn rượu ảnh tỏ tình với em không? Dạ cũng có. Đợt đó là em với lại cái bạn trai cũ là mới hàng gắn lại, là anh đó ảnh kêu là đi qua để nói chuyện, nhưng mà em lại xác định là em lại không muốn quen nữa. Xong rồi anh này ảnh mới kêu là hôm nay em mà đi chơi với bạn trai cũ nữa là anh gọi điện anh phá, anh không cho em đi đâu. Xong rồi em mới kêu là anh ngộ quá, anh đâu có là gì của em đâu mà anh mới vậy. Em cũng tưởng là anh giỡn. Thế tối đó anh đi nhậu qua nhà đồng nghiệp, em cũng đi hẹn với bạn này uống nước rồi cũng nói là dứt khoát này kia. Anh này ảnh gọi điện quá trời luôn, 8 giờ mấy em nói sao mà gọi nhiều em không biết có chuyện gì. Thôi em cũng đi về. Đi về thì có thấy anh này ngồi ghế đá, ngồi ghế đá trước phòng trọ nhà em á. Bây giờ ai chọc ghế đá cho tin ghế đá không à. Ngồi lầy đó. Có như là em ngồi em chờ bạn này về. Đúng rồi. Với lại mình làm như vậy cho vợ mình thương á. Khổ nhục kế. Thì khổ quá. Rồi lúc gặp, lúc cổ vừa về tới đó rồi gặp nhau em có nhào ra tỏ tình luôn? Dạ nói không không, em thì nhậu không là ý là về ngồi đó thì thấy vợ với lại bạn trai đi về, bạn trai cũ á, cũ vợ á, thì về em cố tình giả vờ lơ. Em cũng giả lơ em vào nhà luôn. Lúc đó em sao? Thấy bức xúc. Nhưng mà nếu như mình mà hành động kiểu như mà quá đà quá đó cái này kia thì mình không có được văn minh. Kiểu như là mình cùng lịch sự thì mình ngồi mình chờ đó coi để vợ nói chuyện xong kia rồi về mình ra mình nói chuyện. Ôi, em ngồi cũng 2 tiếng đồng hồ tới khuya em mới xuống. Em kêu là thôi anh đi về đi, say rồi em không có thích nói chuyện. Cứ ngồi đó cứ gọi miết bắt em xuống rồi tới 11 12 giờ em mới xuống. Rồi xuống rồi gặp anh có nói gì không? Tỏ tình. Thì nói chung là tình luôn. Nói là thôi giờ anh á là tìm được đối tượng là em rồi, mà em thấy vợ em mà tính rất là tốt thì rất là thương, thì nói giờ là thôi giờ em mà không có đầu ý làm người yêu anh đêm nào anh ngồi đây hoài à. Và ngày hôm đó là chính thức anh tỏ tình. Dạ. Em xúc động không? Dạ thì nói chung là lúc đầu giờ qua thời gian á là em cũng mến anh này rồi cũng quan tâm á, thời gian thì thấy cũng say động. Có nghĩa là sau đêm đó là yêu luôn đó. Trong cái lúc đó là chấp nhận luôn hay là sau đó? Dạ sau đó. Rồi nhiều khi đi làm cũng đi làm chung với nhau đúng không? Và có khi nào mà đi làm khuya về với nhau hay không? Thì đó là thường xuyên. Anh có dụ dỗ em gì không? Dạ cũng đôi lần. Có một lần em nhớ là tụi em đi sinh nhật về khuya, đó là cũng 11, 12 giờ mấy á. Xong cái ảnh mới kêu là em ơi giờ này chắc phòng trọ em đóng cửa rồi, anh em mình vào nhà nghỉ đi. Thì em nói mắc gì đâu vào nhà nghỉ. Thì em về em kêu bạn mở cũng được. Em kêu là không, vào nhà nghỉ đi, mình ngủ một đêm nay rồi có gì ngày mai tỉnh táo rồi mình về, chứ giờ em đang say về bạn cùng phòng em bạn mất công bạn lại nói nghỉ. Dạ rồi em kêu anh hứa là anh vào đó là anh không có làm gì em hết, anh chỉ vào là anh ngủ thôi, anh không làm gì hết. Cũng em có đồng ý không? Dạ thì em cũng nghe em cũng đồng ý. Lúc đó em cũng mệt quá rồi. Rồi em say vô quá. Trong đó ổng có thực hiện lời hứa mình không? Dạ có, đêm đầu tiên thì không có làm gì hết thiệt. Không làm gì luôn? Dạ đúng rồi. Cái là chiêu của em hay là gì? Nói chung là cái này á, kinh nghiệm của anh trước thì đó là kinh nghiệm. Nếu mà lần đầu á, con gái là mình vào mình cứ làm một người đàng hoàng lịch sự, mình không làm gì hết. Thì các lần sau nó mới dễ hơn, nó thoải mái hơn, đó là ấn tượng nó hay hơn. Nhưng mình tỏ như ra vậy mình là chắc chắn có lần sau chứ đúng không? Thì cái chiêu của lần đầu là em, lần đầu là em bị dụ á, em có nghĩ là ông này cũng đàng hoàng, dạ đàng hoàng, cũng thiệt tình thiệt. Đó, xong cái quắc qua được dài ba lần cái cũng đi sinh nhật vậy không, về cái lần thứ hai thì vô dập hơn. Cho luôn. Dạ. Có nghĩa là sau đó là tụi em là suôn sẻ hết rồi, gia đình hỏi cưới này kia nọ trong một năm đúng không? Một năm dạ, tụi em làm đám cưới đúng dạ, không? Đúng rồi. Hai vợ chồng là cưới nhau là kiểu như là bất ngờ luôn á. Bất ngờ luôn. Không biết đó, không tin luôn. Dạ. Nhưng mà trước đó là tụi em là có ở chung với nhau không? Dạ, cũng em, một thời gian là em quen tầm cờ 4-5 tháng là gần đây rồi, đi cứ là ở chung rồi. Không cho mướn nhà trọ nữa đúng không? Không phải, tại vì một cái là anh này anh ở với nhà bác, rồi em là lúc đó là em ở với lại bạn, rồi thì bạn em là có chuyển công tác về quê á, nên là có một mình em ở, cái anh mới rủ qua kêu thôi qua nhà bác anh còn dư một phòng, cái qua nhà bác anh ở, cái qua một phòng mà cuối cùng hai đứa ở chung luôn. Dạ. Ủa như vậy là tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tính ra được hơn 6 tháng gần 7 tháng rồi. Wow, quá son dữ lắm, vậy là chưa có con phải không? Dạ. Rồi mới 6 tháng thì có loài tật xấu nhiều không? Đó. Dạ nói chung là lúc mà mới quen á thì ảnh kiểu như cũng lãng mạn lắm,
cưới về thì cũng có quan tâm, nhưng mà điều do thời gian gần đây thì nó cũng áp lực về cái công việc á, tật xấu cũng hơi cáu gắt với vợ. Đó, em cũng nói hoài anh bỏ bớt tính đó thì bây giờ cũng đỡ. Cáu gắt với vợ. Cáu gắt là gì? Còn cái tật tiếp theo là anh này chuyên gia đánh rắn. Dạ. Nói chung là hay thả bom á. Cái đó thì nhiều ông nhiều chồng lắm em ơi. Vì... có ở giờ. Dạ có, ở giờ ông là chuyên gia không thích tắm buổi đêm. Trời, lười lắm hả? Lười dạ, lắm. Chỉ thích tắm ban ngày và buổi sáng thôi. Như vậy cũng phải thật xấu đó em, tắm ban đêm thời gian này nguy hiểm lắm. Dạ, tại vì tính em thì đi làm về là người nó hay rít á. Tối ngủ thì rít em rất là khó chịu. Cái ông này thì đi làm về thì ra nấu cơm được cái là ổng rất là giỏi nấu ăn, còn em dọn dẹp này kia nọ, cái xong cái ổng vô ổng nấu ăn ăn uống xong vô bấm điện thoại, cái em làm việc này kia nọ ổng quên qua 9 giờ là ổng đi tắm nữa. Giỏi nấu ăn nhưng mà có giỏi việc nhà không? Dạ không, chỉ biết nấu ăn thôi, nấu ăn giỏi thôi. Còn việc nhà thì em là dọn việc nhà em ơi. Vợ dạ, chồng mà là lười việc nhà đúng không? Dạ, chồng em là có một cái tật xấu nữa là ông này là ngủ kéo gỗ. Kéo gỗ mà mập là... ai vậy đó. Khổ em ơi, cái đó không phải em tật xấu đây em ơi. Nguyên một đêm mà có khi mà ổng say về là ổng kéo gỗ là em không ngủ đi nguyên một đêm luôn, mà sáng mai hỏi em ơi tối hôm qua em ngủ ngon không? Em cũng ráng kêu dạ ngon lắm anh, nhưng mà thiệt ra là tối hôm qua em không ngủ luôn. Em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? À, nói chung là chồng em thì hiện tại bây giờ anh tính rất là tốt rồi, thì em cũng có mong muốn là để mà cải thiện cái tình mà chạy mà ngáy á, là chồng nên chú trọng về cái sức khỏe, tham gia cái hoạt động thể dục thể thao và rồi bớt cáu gắt với vợ thôi, còn lại là chồng em là hoàn hảo rồi. Bớt cáu gắt với vợ công việc đó. Nói chung là nhiều hơi nóng tính. Ừ thì hơi nóng tính thì bớt nóng tính với vợ đi. Còn em sao nè, vợ em nhiều tật xấu sao? Vợ á được cái là ngủ nướng chuyên nướng luôn, là đi làm á là em khi nào phải người dậy đầu tiên, chọc với máy rồi ví dụ dậy khi nào đi làm mà từ chỗ làm tới công ty khoảng tầm 15 phút thôi, ăn sáng 15 phút nữa 30 phút phải đến 7 giờ rưỡi á mới bắt đầu từ nhà đi, 8 giờ là công ty làm, khi nào ngủ nướng hết. Vậy anh không anh gái em ngủ không được đó. Rồi thứ hai nữa là hay nói nhiều lắm, nói dai lắm, kiểu như là có việc gì em mà làm sai á là nói chuyện từ công ty tới về nhà chưa xong luôn. Mà em kêu em đau đầu luôn và đi xe mà không tập trung được luôn á. Cái đó là tật xấu đó. Những cái người mà nói như vậy đó là người ta hay suy diễn. À, đúng rồi. Có không? Chuyên gia luôn. Em nói có câu nào là về đầu suy nghĩ tiêu cực đầu nghỉ tầm bậy rồi. Là bắt đầu suy diễn. Còn gì nữa không nè? Tạm thời thì thấy tốt hết. Tốt. Nói chung là được cái rất là giỏi việc nhà, vì lo toàn cho em rất là nhiều. Nhưng mà vậy, em mong muốn vợ em thay đổi là bớt lèm bèm. Đúng rồi. Nói chung là đâu người ta đi làm mệt đó. Ít nói lại đó. Nói đau đầu lắm. Bên đây mong đừng nói nhiều quá. Bên đây mong đừng bớt nóng tính lại. Thì bây giờ hai đứa đều bớt đi là coi như không có chuyện nó xảy ra nữa là... Nói chung là hai em phải sửa cái đó liền đó. Dạ. Tại vì thực ra mà nói mới lấy nhau mà đúng mới rồi. Có 6 tháng dạ. thôi đúng rồi. Tụi em còn 6 tháng nữa để mà cọ sát với nhau, thích nghi được những cái tính cách của nhau. Dạ, vâng. Dạ. Thôi chúc cho hai em ha dạ. sẽ có những cái bước chuyển để mà gọi là hiểu nhau đúng hòa rồi. Hợp nhau đúng lúc rồi. Nào cũng phải vui vẻ, phải hợp nhau dạ. thì mới chuẩn bị chào đón một đứa bé, chào đón một thiên thần của mình. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn Vân. Thôi em giới thiệu luôn đi. Cưng giới thiệu nè. Thế lời đầu tiên cho con xin phép con chào cô Vân, em chào anh Tuyên và chào quý vị khán giả. Con tên là Huy. Huy. Nickname của con là Huy Ly. Ừ. Con sinh năm 92 tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Con là dân tộc Nùng. Con hiện tại là con đang là một YouTuber, một TikToker. Và công việc chính của con là producer. À producer. Và, con... và ngoài ra thì con còn làm chồng với cả làm bố. Sao? Ngoài ra là con còn có công việc là làm chồng và làm bố ở nhà. À, chồng và làm bố. Làm chồng và làm bố. Cô lại tưởng là nghe cái kia, cô tưởng là làm lúa. Cô nói trời ơi, ở Hà Nội làm sao có chỗ nào cho con làm lúa được. Rồi còn con giới thiệu đi. Dạ. Thì lời đầu tiên thì cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Tiên. Con sinh năm 98, năm nay 24 tuổi. Và con đến từ Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Hiện tại công việc của con thì kinh doanh online, thẩm mỹ và có một khu du lịch nho nhỏ, một khu homestay. Ồ, giỏi vậy hả? Dạ. Homestay ở đâu? Nằm ở đâu cơ? Dạ, nằm ở Vĩnh Phúc ạ. Ở quê luôn? Dạ vâng ạ. À vậy đó hả? Rồi, ủa vậy tụi con ở Hà Nội, rồi ai coi ở trên đó? Cái khu du lịch đó thì bố mẹ con, ông bà ngoại là sẽ là người đứng đó như là quản gia trông coi. Còn con thì sẽ là điều hành chính, nhưng mà thì mình ở đâu cũng được. Mình sẽ điều hành chính và ông bà sẽ ở đấy đón khách. Rồi bây giờ, là... món quà của hai em muốn tặng là cái gì đây? Tặng luôn hả? Em nói.
hiện tại cái công việc của bọn con cũng ở trên mạng, cũng là chồng đàn vợ hát. Thế nên là hôm nay đến với chương trình thì cũng muốn mang một món quà nhỏ nhỏ đó, một bài hát gửi tới cho mọi người. Rồi, trời ơi. Ok. Giới thiệu tên bài hát đi, bài đấy là bài của hai vợ chồng mình hot nhất. Bài này tên là Một Cú Lừa của Bích Phương, cũng là bài mà đánh dấu mốc cái sự nghiệp phát triển của hai vợ chồng chung, làm chung ạ. Nó cũng là một cái dấu mốc rất là quan đáng trọng. Đáng ghi nhớ đó, dạ, đúng không? Đáng ghi nhớ. Con xin phép nhá. Rồi. Như đang được sống lại tình đầu, người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu em si tình đến thế. Một người phải vờ những ngày thơ, một người nói dối quá tồi. Tình yêu với em như ngồi đền thiêng liêng, giờ em chẳng muốn cầu nguyện. Biết đâu được hai ta sớm có kết cục buồn, nỗi đau này em đưa cho cơn gió cuốn. Điều gì xảy ra với anh, ôi điều gì xảy ra với em. Thôi ta chia tay đi, nhưng xin em sẽ không phải tiếc gì. La 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 la. Một cú lừa. Dễ thương quá. Có khi nào mà hai đứa đờn mà hát cái bài về cái của người nùng không? Con có thuộc cái bài nào về của người nùng không? Không, cái thường thì cái nhạc đấy nó hơi đặc thù một chút ạ. Tại vì là đàn nhạc đấy là phải chơi đàn nhiều nhạc cổ đúng không? Không ạ, nó chỉ có đúng một cái cây đàn tính thôi. Với cả là cái dòng đấy thì hát hơi khó. Nhưng mà nhiều khi mình lâu lâu đó, ví dụ như mình mặc trang phục này xong rồi cái kênh của con á, ví dụ mặc trang phục này xong rồi con lại hát một cái bài đó ngắn thôi, nó cũng là một cái giống như đặc sản á, một cái đặc biệt của cái kênh của mình. Tại vì khi mà tụi con mặc bộ đồ này á, cực kỳ ấn tượng luôn. Anh nghĩ là khán giả cũng sẽ rất là thích, tại vì khán giả thích những cái gì lạ lạ như vậy á. Đúng rồi. Chứ bây giờ thấy bình thường vậy nó bình thường quá rồi, nó không có gì để xem. Thì các tại vì nó cô rất là ấn tượng luôn á. À vâng. Con sẽ lưu ý cái vấn đề này và về nhà là bọn con sẽ làm luôn. Tìm hiểu thêm về âm nhạc ở người dân tộc Nùng. Rồi cái mình làm như chị Hồng Vân hướng thử đi. Tại vì con biết sao, cái lợi thế của vợ chồng con á là tụi con rất là đẹp đôi. Và bé vợ rất là xinh luôn. Thực sự là không, nếu mà con không nói con người Hà Nội á, tức là thì ngỡ là con là một cô gái người Nùng mà quá đẹp luôn. Tức là đẹp, thiệt là đẹp luôn á. Đó, còn mẹ chồng con cũng nói thế. Đó, con mặc bộ này mẹ chồng cũng khen là đúng, rất là giống người Nùng. Đúng không? Dạ. Rất là giống luôn. Và người ta sẽ rất là tò mò về những đôi trai gái mà ở vùng cao á. Dạ. Họ yêu nhau ra làm sao, họ tỏ tình với nhau như thế nào. Đúng rồi, hay á nha. À, lúc nãy anh Tuyên có nghe nói là cái bài em vừa hát á, nó là một cái cột mốc, là một cái kỷ niệm gì đáng nhớ của hai vợ chồng. Thì có phải bài đó là từ lúc đó hai đứa bắt đầu yêu nhau không? Hay là như thế nào? Cái bài đấy là lúc đấy là bọn em đã lấy nhau được 2 năm rồi. À, lấy nhau được 2 năm rồi mới bắt đầu. Chắc là cùng làm công việc trên YouTube á hả? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, đúng rồi đấy. Rồi bây giờ đầu tiên mình phải hỏi cơ duyên sao mà gặp nhau được hay vậy? Đúng rồi. Cái này con nhường vợ kể, tại vì con bị nó lóc con chuyện lâu ấy. Ồ, rồi con anh này thì chơi với mấy người bạn của con ở quê của con. Là đi học đại học xong chơi với mấy cái anh ở quê ở Vĩnh Phúc ấy ạ. Thì hồi đó là con hay thấy mấy cái anh này là cũng up ảnh trên Facebook là có chồng con ở trong đó, thì con cũng ấn vào con xem. Ấn vào xem thì thấy là anh này biết đánh đàn. Nhìn cũng kiểu ngộ ngộ biết đánh đàn. Mà hồi đó thì là khoảng năm 2014, lúc đó thì con cũng đang tập đàn, có nghĩa là rất là thích đánh đàn, cũng thích nghệ thuật, là cũng tập đàn. Thế là tìm thấy cái Facebook anh này, thấy anh ấy đánh đàn hay quá, hay là ấn add Facebook. Nhưng mà chỉ add để đấy thôi ạ. Sau một khoảng thời gian, có nghĩa là có bạn bè Facebook với nhau được khoảng tầm 1-2 năm rồi. 2 năm. Cũng comment qua lại nhưng mà chưa gặp bao giờ hết. Thì bỗng trong sau 2 năm đó thì trong một lần anh ấy về quê của con, về Vĩnh Phúc đi sinh nhật bạn, thì anh đó có
xin số điện thoại của con, có nghĩa là không biết xin của ai. Trong cái đám bạn đấy thì có một người là anh họ của con, chắc là xin của anh ý. Thì à, buổi đó là buổi tối thì con đang đi ăn với bố mẹ thì bỗng tự nhiên thấy có một cuộc điện thoại hỏi là anh đây, anh Huy Ly đây, em có rảnh không đi ăn sinh nhật với anh, có nghĩa là trong đám bạn đấy thôi mà có sinh nhật. Thì con mới bảo là thôi ngại, mình cũng rất là ngại bởi vì chưa gặp bao giờ cả, xong rồi chỉ quen trên Facebook, tự nhiên rủ đi ăn sinh nhật cùng ấy, thấy nó buồn cười, thế xong bảo thôi em không đi đâu, mai là em phải đi Hà Nội để em ôn thi đại học, các con học vẽ. Em đi ôn thi đại học thì em phải đi sớm, rồi 6 giờ em đã phải đi rồi, thì thôi anh đi đi. Thế anh này mới bảo là à, mai 6 giờ là anh cũng từ đây đi Hà Nội, thì nếu mà em không đi được tối nay thì thôi mai có gì mình hẹn nhau đi, em đi bằng cái gì. Thì con mới bảo là em đi xe buýt. Em đi xe buýt thì em hay đi cái chuyến này này, 6 giờ thì nếu mà anh đi thì mình hẹn nhau ở cái bến xe buýt đó. Thế là ok. Rồi đến sáng hôm sau thì đến 6 giờ, gần 6 giờ con mới gọi điện cho vào cái số điện thoại đó thì thuê bao. Gọi 2 lần, 3 lần đều thuê bao. Xong mình bảo thôi chắc là cũng không có duyên gặp cái ông ở đâu. Thì mới đứng đợi xe buýt, không gọi nữa. Mà đứng xong lúc đó, cái khúc đó là rất là đói. Bảo là thôi thế mình đi bộ ngược lại để mình mua cái gói xôi đã, rồi thì mình lên cái chuyến xe sau cũng được. Thì đi bộ ngược lại để mua xôi, thì đang đứng đợi mua xôi thì bỗng cái xe buýt nó đi qua, có nghĩa là nhỡ cái chuyến xe buýt đó không lên được cái chuyến đó thì bảo thôi đứng đợi cái chuyến tiếp theo. Rồi bắt đầu lên cái chuyến tiếp theo, đi được một khoảng tầm một chặng rồi, một chặng dừng xe buýt rồi thì bỗng tự nhiên nhìn thấy có một ông lù mặc cái bộ quần áo mà rất giống ở trên Facebook, thấy quen, thế xong rồi mới nhắn tin quay lại đi, chỉ nhắn đúng ba từ quay lại đi, thì không biết là có phải ông ấy không, chỉ nó nhắn thế thôi. Thế là tự nhiên thấy dạ em... vâng em nhắn vào cái số điện thoại đấy, mà tại không hiểu tại sao nhá, lúc gọi thì thuê bao mà sao cái lúc lên xe vẫn cứ cố tình nhắn tin quay lại đi để làm gì, mà trong khi gọi thuê bao thì làm sao mà nhận tin nhắn đúng không. Mà không hiểu sao lúc đó ông này quay lại luôn. Quay lại thì thấy hai đứa gặp nhau ở trên xe buýt, thế là anh ấy mới đi xuống cuối xe ngồi cùng con. Hai người ngồi cái chuyến 6 giờ thì nó cũng rất là vắng người thôi, xong cũng ngồi cũng hỏi chuyện mà lỡ sao em gọi anh không được, thì anh bảo là anh ngủ quên. Thế ngồi trên xe buýt từ Phúc Yên đi xuống Hà Nội cũng không dám nói chuyện gì với nhau bởi vì rất là ngại, mặc dù không có ý gì đâu nhưng cũng không dám nói, kiểu người nhìn ra cửa sổ, người thì nhìn đi chỗ khác, có nghĩa là cứ chỉ hỏi nhau qua lại thế thôi. Thế xong rồi trễ cũng không thèm gọi người ta tiếng nào luôn. Đó là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là ở trên xe buýt. Nhưng mà lúc đó con có biết anh này người dân tộc Nùng không? Dạ không ạ. Con chưa biết gì đúng không? Vâng, chưa biết. Khi con gặp ảnh ở ngoài thì cái con thấy ảnh là tiếp người đẹp trai không? Lúc đó anh có đẹp trai không? Ảnh có cao lớn đối với con hay không? Là con có thích không? Dạ không. Cái cảm xúc là con như bàng quang luôn. Hai năm trên Facebook con không có cảm xúc gì luôn, chỉ là dạ không, tương tác qua lại nói chuyện thôi. Vâng, chỉ là thi thoảng, bởi vì trong khoảng thời gian đó thì anh này cũng có người yêu mà con ấy cũng có người yêu. Nghĩa là chỉ gọi là thấy cái anh này đánh đàn hay, mình cũng đang học đàn thì mình chỉ add Facebook để mình xem người ta hoạt động như nào thôi. Có nghĩa là hôm cái buổi gặp nhau Facebook là con không hề có ấn tượng gì. Dạ vâng. Thế còn con thì sao? Con gặp bạn này thì sao? Cảm xúc con xinh. Có thích liền không? Lúc đấy là trong đầu con chỉ là hiện lên là xinh thôi, tại vì là xinh thôi. Xinh lúc là đó là xinh. Em còn quen với bạn gái cũ không hay là đã chia tay? Nếu không? Mà để mà ngày hôm đấy là ngày 27 tháng 3 sinh nhật bạn em, là 28 tháng 3 là lên xe buýt năm 2016. Năm 2016 là lúc đấy là con với bạn con đã chia tay rồi. Chia tay rồi. Anh nhớ cái ngày giờ lắm. Đó, chia tay rồi. Nhưng mà xinh có nghĩa là thích rồi. Vâng, đấy, thực ra là như vậy. Vâng. Bạn mặt có duyên gì mà không thích hả? Nhìn mặt có duyên gì hả? Có nghĩa là ở bên đây á, trong cái cặp này là con trai là để ý trước. Dạ. Là cái điện dương nó gọi là phát tiết phát ra sáng trước. Ha. Rồi không có thể lúc đó con bị cận là con không có nhìn vào mặt ai bao giờ hết đó. Nên là cũng không nhìn đó, ngồi sát bên mà ngại ạ. Lúc ấy ngại. Đúng rất thôi. Là ngại. Cái hôm đấy là cái buổi tối hôm trước là con nhậu rất là say khủng khiếp luôn, và sáng hôm sau mặt phù như này tóc thì xù nữa. Nhưng mà em không nhìn anh. Lúc con lên xe buýt là con đeo khẩu trang từ đầu đến cuối nên là lúc nhìn là chỉ nhìn thấy mắt con thôi. Nhưng mà chắc thấy mắt con đẹp trong thích. Thôi bây giờ nói tóm lại là mình bỏ cái vụ xe buýt đi mà mình nói là bây giờ mình vô liền cái mà sau đó thì làm cách nào mà giờ tụi con yêu nhau mà đến với nhau được sau cái buổi mà gặp nhau trên xe buýt đó. Con phải trả lời rồi đó. Thôi là con lại không đi. Con ạ. Hỏi con cơ. Tại vì cô biết con thích trước là chắc chắn con mới là người tấn công trước. Dạ vâng đúng, con là người tấn công trước. Hôm đấy là cái gì nhỉ?
trong cái khoảng thời gian mà vợ con học ở Hà Nội thì chắc chắn là sẽ có những hôm mà vợ con phải ở lại tại vì là học muộn quá và hôm sau lại phải đi sớm. Thế là hôm đấy vẫn đang nhắn tin bình thường thì vợ, không biết là vợ con cố tình hay là vô ý, vợ ông bảo là ngày mai phải đi học sớm và tối nay phải ngủ ở lại nhà bạn em, nhưng mà nhà bạn em lại không ai ở, thế là con bật đèn xanh vào ngay, con nhắn tin ngay, thế sang nhà anh ở cũng được, nhà anh rộng lắm, đợt đấy con thuê cái phòng trọ đối với con một mình là rộng rồi, 10 mét vuông, tí rộng lắm. Nhưng mà cái lúc đấy là lúc mình tán thì mình phải nói tất cả mọi thứ, là lúc đấy là có lợi cho mình. Đúng rồi. Con vẫn nhớ cái ngày đấy là buổi chiều mấy con đi mua rất là nhiều đồ ăn linh tinh để con chất đầy hết cái tủ lạnh ấy và một chai rượu vang. Con rủ vợ con uống. Thế là nhưng mà con có chắc chắn là vợ con sẽ qua không? Mà con đi mua đồ ăn. Có. Lúc đồng đó ý là luôn. Vợ con đồng ý rồi. Vợ con suy nghĩ rất con không biết là có suy nghĩ con nhiều không. Rồi. Nhưng mà phải nất tầm 15 đến 20 phút sau thì mới trả lời là như thế cũng được. Rồi. Đấy. Rồi, thôi bây giờ hỏi vợ đi. Đúng không? Em có muốn hỏi vợ là lúc tới sao không? Thì đó, em định hỏi đó. Nhưng em đó cái này thì không lúc đó khi mà em quyết định em đến nhà rất là rộng 10 mét vuông đó đó. Tới thì sao? Em suy nghĩ cái gì trong đầu? Không, thực ra là bình thường là con sẽ đi ở nhờ nhà bạn. Thì hôm đó chị ý về quê, mà có nghĩa là sáng hôm sau mình không thể đi về quê, xong mình lại ngược lại Hà Nội để học được, thì thường là hay đi ở nhờ. Thì xong hôm đó thì anh này nhắn tin hỏi là em tan học chưa? Anh đưa đi cà phê các thứ, thì con bảo là thế đi cà phê cũng được. Thế trong lúc đi cà phê thì nhận được tin nhắn của chị kia nói là chị về quê đột xuất. Thế là mình bảo thôi chết rồi anh ơi, tối nay em không có chỗ để ở. Thế làm thế nào bây giờ? Thế thôi em phải đi về luôn, không thì mai em lại phải đi học sớm ấy. Thế anh bảo là thôi thế qua phòng của anh, phòng anh rộng lắm, tha hồ mà ngủ. Thế xong cũng suy nghĩ một hồi rồi bảo là thế thôi qua cũng được. Nhưng lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là ông này chơi với anh họ mình thì chắc là kiểu cũng tử tế, cũng không đến mức mà ấy đâu, bởi vì chỉ về để ngủ nhờ thôi. Bởi vì phòng nói là phòng rất là to mà. Thế xong suy nghĩ sao một hồi cũng đó ta? Ngủ nhờ. Thế xong rồi lúc mà đi cà phê xong về đến phòng anh này, anh ấy dẫn con lên phòng. Thế xong con thấy một cái phòng nó bé bằng đúng cái nhà vệ sinh của con ở quê luôn ấy, bé lắm. Trời ơi, chỉ để được đúng một cái đệm mét 2, một cái tủ quần áo nhỏ và một cái tủ lạnh thôi. Rất là nhỏ. Lúc đó mình cũng suýt thì buột mồm định nói là ủa anh ơi sao anh bảo phòng anh to lắm à, nhưng mà xong kiểu kìm lại được. Chỉ thấy là thôi chết rồi, hay ông này làm sao mà bảo như này mà bảo phòng to ấy. Thế là cũng thôi có chỗ ngủ là được rồi. Rồi ngủ làm sao? Dạ. Thế xong đến tối thì đi làm với anh này về ngủ thì anh bảo là thế thôi bây giờ đừng ngủ nữa. Thì anh có mua một chai rượu vang, em có muốn kiểu hay là uống tí rượu vang với cả xem phim không? Dù con xem phim ma. Mà đến bây giờ là có nghĩa là sau một khoảng thời gian yêu nhau với ở với nhau là ông này rất là sợ ma. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại cái khúc đó là rủ con xem phim ma. Bật một cái phim ma lên xong rồi rót hai cái cốc rượu vang này uống. Con là một đứa uống được rất là nhiều rượu và không sợ ma. Nhưng không hiểu sao, không biết là anh ấy có cho cái gì vào rượu không. Mà uống được tầm hai ngụm thôi là thấy buồn ngủ lắm rồi ấy. Bảo anh ấy em không thể nào mà em xem được phim nữa rồi, thôi em đi ngủ rồi, em mai muốn đi học sớm. Anh bảo thế thôi, thế đi ngủ. Thì lúc mà đi ngủ, cái phòng của anh ấy là một cái đệm mét 2 thôi ạ, đệm đặt dưới đất. Thì con mới bảo là, anh bảo là em ngủ trên giường đi, để anh nằm dưới đất cho, dưới đất cũng có một cái thảm. Thế xong con mới bảo, ủa nhưng mà bây giờ mình đi ở nhờ nhà người ta mà bắt người ta nằm đất thì thấy kỳ quá. Thế bảo là không thôi bây giờ em tính như này, em nằm trong sát trong tường ấy. Anh đem cái con gấu ra đây, cái con gấu nó to như người ông này luôn. Em chèn ở giữa, rồi anh nằm ở ngoài. Anh bảo thế cũng được, nếu mà thôi thế cũng được. Chứ được gì đó đúng không em? Nhưng mà lúc đó là trong lòng mình rất là áy náy và không thể để người ta ngủ đất được. Thế là đi ngủ. Lúc đó đi ngủ chắc cũng tầm 11, 12 giờ gì đó. Mà khoảng bình thường con rất là thính ngủ. Mà không hiểu sao hôm đó ngủ một mạch không biết cái gì hết. Đến 3 giờ sáng tỉnh dậy thì mình đang nằm, đầu tiên mình đang nằm ở chợ góc trong, chèn con gấu và đến chồng mình. Thế xong đùng cái mở mắt dậy thấy ông này nằm trong cùng, xong mình đang gối đầu lên tay ông ấy, ôm ông ấy ngủ lúc nào không biết luôn. Chỉ ngủ còn thôi con ạ. Gấu đâu? Còn con gấu bay ra tít tận góc ngoài cửa luôn. Con gấu bò đi đâu không biết luôn ạ. Tưởng là gấu bông hóa ra gấu sống. Tự động đi mất rồi. Xong khúc đó là con khóc. Có nghĩa là đang đêm tầm 3 giờ sáng dậy khóc quá trời luôn. Sao ông này thì lúc đó cũng tỉnh ngủ xong cũng kiểu sợ.
bảo ôi anh xin lỗi, với nói chung là cũng xin lỗi và thôi em ngủ đi, mai có gì mai còn dậy đi học không thì muộn. Lúc đó khóc xong rồi phải nói rõ là cô và anh đang hỏi là có đang rất tò mò là có chuyện gì không, nhưng mà không chỉ đi ngủ thôi và phát hiện ra là mình đè anh đang tôi em đang gối đầu lên tay anh, bọn con chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ thôi ạ. Cô hiểu rồi, nhưng mà không làm gì tại sao phải xin lỗi? Không có làm gì cả, đúng không? Vâng. Thế thì tại sao lại con gấu nó lại đi bỏ đi? Thật mà bây giờ em phải hỏi anh mới đúng. Mà bằng cách nào thì nó lại gối lên tay con nó ngủ? Mà em đang nằm trong thế mà sao bây giờ anh lại nằm trong? Em phải là người biết rõ tất cả mọi chuyện. Thực ra thì chắc cũng có nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng mà cái kế hoạch của anh nó cũng chỉ ở cái mức đấy thôi. Tại vì là con dù gì thì con cũng biết là cái giới hạn của mình. Chứ con biết là nếu mà mình chỉ đạt đến cái ngưỡng là cô ấy nằm ở trên tay mình ngủ và mọi chuyện đến sáng hôm sau thì nó là chuyện bình thường, nếu mà không xảy ra cái vấn đề gì mà con đòi hỏi hay là con phải như này thế kia thì con cảm thấy con rất là thoải mái cái vấn đề đấy. Nói với đấy. Mình thì là đủ hạnh phúc rồi đúng không? Nó là bước đầu tiên cho một mối quan hệ, chứ em không muốn vồ vập hay là em không muốn lợi dụng người ta trong lúc như thế hay là nhưng mà đấy. Lúc ấy bạn ấy khóc thì con có sợ không? Con có giải thích là con có giải thích là anh không làm gì em hết. Không, con có giải thích không? Lúc đấy là con rất là sợ. Con rất là sợ là kiểu Phương sẽ nghĩ mình kiểu sẽ có những cái hành động gì đấy tiếp theo ấy. Nên là cái việc đầu tiên con học được là khi mà có một cái chuyện gì đấy nó đang xảy ra, kiểu nó đang bị cao trào như đấy thì cách tốt nhất đầu tiên là mình phải xin lỗi trước ấy. Tại vì là xong rồi sau này đến sáng thì mình có thể mình nói lại với họ sau rồi. Và con cũng tự hiểu là cô ấy biết được là cố lên, nó thực ra nó chả có chuyện gì. Thế là con xin lỗi mấy lần thì Phương hết khóc. Con cũng không biết là chỉ con xin lỗi thôi, xong rồi con, ông ấy ngủ, ông ấy chắc con nhớ lúc đấy là con xin lỗi trong lúc con ngáy ngủ. Đúng rồi. Vậy á. Có nghĩa là cũng uống rượu cũng ngủ xong rồi cũng thấy khóc cái thì ôi anh xin lỗi nhá. Thế xong cũng ngủ luôn. Còn mình thì cứ nằm khóc xong rồi khoảng tầm hơn một tiếng á. Thì mệt quá rồi, thôi đi ngủ luôn, thôi ngủ cũng kệ ngủ tiếp luôn. Anh nói thiệt là nói thiệt nha. Vâng. Lúc mà Phương xỉn á, uống hai ngụm đó xỉn nằm ngủ á thì những lúc đó chắc mình cũng phải có lén hung má hung tai rồi chứ đúng không? Phải có chứ. Cái chi tiết mà đem chai rượu vang ra anh cũng nghi lắm. Thực ra nhá, thực ra là em phải nói thật là em có hôn gò chán vợ em. Có. Có chứ, tại vì bây giờ bọn em đã lấy nhau rồi nên là bọn em cũng không phải ngại vấn đề đấy đó. Là có hôn. Là bây giờ Phương mới biết hay là bây giờ mới biết ạ? Bây giờ mới biết luôn. Tức là thật lòng là hôn chán thôi đúng không? Vâng. Vâng, nếu mà anh không hỏi thì chắc là em cũng im luôn bác. Tức là hôn chán xong rồi lúc ấy trong lòng còn có muốn hôn lỗ mũi không? Con thực ra là con cũng nói thật với cô là khi mà con đã ở cái tầm tuổi đấy và con đã có người yêu rồi chứ, và con cũng là đàn ông và con cũng lớn rồi nên là con cũng có những cái suy nghĩ khác chứ, nhưng mà con biết cái giới hạn kèm lại con. Tự con kèm lại đúng vâng, không? Vâng vâng. Nếu mà con mà không kìm lại thì chắc gì vợ con đã đồng ý lấy con đúng không? Rồi thế thôi, tốt rồi. Thế sau đêm đó thì sao? Sáng hôm sau thì con có tỏ tình với vợ con không, hay là con có giải thích không, hay là như thế nào? Sáng hôm sau thì con cũng có nói lại là thực ra đêm qua nó cũng không có cái vấn đề gì cả. Sáng hôm sau nhẽ ra là vợ con sẽ đi học, nhưng mà vì khóc mắt sưng húp rồi vợ con không đi học nữa. Không đi học luôn? Vâng. Rồi sao nữa? Nó lại hai vợ chồng lại bắt đầu đi cà phê ăn uống thì đâu lại vào đấy. Xong là phải mất đến một tháng rưỡi sau thì con mới tỏ tình. Tức là một tháng rưỡi sau con mới tỏ tình mà không có tỏ tình ngay sáng hôm sau. Sao thế nhỉ? Thế con thì sao? Lúc cái cảm giác con như thế nào? Lúc đó mình rất là ghét ông này ạ. Ghét quá đi chứ, vâng. Đúng không? Lúc đó thì có nghĩa là con chỉ một tuần con chỉ đi học ở Hà Nội hai buổi cuối tuần thôi. Thì cả tuần mình sẽ ở quê. Thấy ông này cũng tại sao lại ngủ với mình rồi. Mà tại sao lại không có nói một lời nào hết, chỉ là xin lỗi hôm đấy xong là xong. Cũng rất là buồn bực. Đầu tiên thì cũng bực lắm, nhưng mà xong rồi thời gian đó cũng có rất là nhiều anh tán thì thôi mình cứ nhắn tin với anh này anh kia chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cũng rất là mong ông này nói một cái lời nào đó như là em làm người yêu anh ấy hay như nào. Nhưng mà không. Phải đến khi mà anh ấy phát hiện ra là cũng đang có rất nhiều người nhắn tin với con. Và lúc máu đó cũng thấy lên, vâng, và lúc đó thấy là thôi chết rồi, bây giờ chắc là mình không nói là không kịp đâu. Thế là cũng nói là cũng ngỏ lời là em làm người yêu anh nhé. Thì khúc đó là con cũng tức lắm rồi, khoảng hơn một tháng mà bảo sao để gì mà để tận một tháng trời. Thực ra là mình không có mong người ta nói đâu, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà con
ngủ với một người á, là con rất là sợ mà mình sẽ bị suy nghĩ một tháng trời luôn. Nếu khi mà anh ấy nói thì vài ngày sau thì cũng ok, đồng ý là bắt đầu qua lại từ lúc đó. Nhưng con bắt đầu cảm thấy yêu anh ấy từ lúc nào? Anh ấy là yêu con ngay từ phút đầu gặp gỡ rồi, thích con liền rồi. Nhưng mà con chắc là bắt sau đầu yêu sau cái nào? Hôm mà ở nhà nhau khoảng một tuần sau mà thấy anh ấy không có gì là tự nhiên mình thấy tức. Thì con nghĩ là lúc mà mình tức là mình đã có cảm tình rồi. Thì mình mới tức đúng không? Thì lúc đó là cũng mong là người ta nói ra cái câu là em làm người yêu anh nhé, hoặc là có thể là cái đêm định mệnh mà ngủ chung đó có thể gọi là bắt đầu quen mùi á. Như là đi thi quen chậu đó, đúng rồi, quen hơi đó. Nhưng mà lý do gì mà tại sao một tháng sau con mới tỏ tình mà con tỏ tình ngay ngày hôm sau? Con không giấu là trước đấy con vừa mới chia tay người yêu cũ xong. Thì trong đầu con chỉ nghĩ là nếu mà bây giờ mà mình vội vàng thích một ai đi đâu, hoặc là vội vàng kiểu yêu họ luôn ấy, nếu mà con nhớ không nhầm thì con chia tay người yêu cũ tầm khoảng tháng 3. Đấy, con nhớ là mang máng là như vậy. Thì nếu mà con vội vàng con tỏ tình với cô này luôn ấy, thì thực chất là trong lòng con cũng nghĩ nhiều. Nếu tại vì là lúc đấy là con đang buồn lắm rồi, con đang rất là buồn. Nếu mà con tỏ tình luôn với cô ấy lúc đấy thì không biết là con là có thật lòng không, hay là cô ấy chỉ là một cái chỗ lắp vá cho con cái lúc đấy thôi. Nên là con cũng phải nghĩ, nếu mà con là một thằng nếu là con là một người chơi bời thì tối hôm đấy cô ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi con làm vừa cái điều đấy. Nghĩa là con phải kiểm soát cái cảm xúc của mình cho nó đúng, cho nó cẩn thận đã. Và con xác định là rõ ràng đó là yêu rồi. Thì bắt đầu con mới tỏ tình. Vậy cũng đúng. Thực ra vậy là cũng đúng. Rồi từ khi nào em nhìn ở cô bé này như thế nào mới quyết định là hai đứa bắt đầu phải là của nhau? Tức là sau khi là... Có nghĩa là sau khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì bọn em sẽ tiến đến hôn nhân? Đúng rồi đó. Một năm rưỡi nhỉ? Một năm rưỡi ạ. Trong lúc yêu nhau có cãi nhau rồi có kiểu mà là cãi nhau rồi có ghen tuông rồi có chia tay chia chân gì không? Có ạ. Chia tay đỉnh điểm nhất là cái đấy là do con. Hết pin. Wow. Hóa ra anh có hôn em. Hả? Hôn. Bên đây hết pin à? Mẹ chị để đâu? Ok. Alo, 123. Ok. 1, 2, 3. Ok ạ. Ok, rồi. Con nói tiếp đi. Con nói là đó cái lúc mà trong khi mà yêu nhau á thì là giận hờn như thế nào, đỉnh điểm nhất là cái lần chia tay đó, lý do tại sao? Yêu nhau 1.5 năm thì trong khoảng thời gian vợ con đi tập quân sự thì con có linh tinh, con có nhắn tin với một người nữa, thì sau đấy là con bị vợ con bắt được. Đấy là con, đối với con lúc đấy là con nghĩ là đấy là cái lỗi trong tình yêu nó là lớn nhất rồi. Ủa cái người đó là ở đâu vậy, con làm gì sao con phát hiện được? Cũng chỉ là nhắn tin thôi đúng không? Nhắn tin mà cũng và cũng chỉ là nhắn tin. Em đừng nói với chị là em cũng rơi vào một cái tình cảnh tương tự nha. Không có, em không có. Em hỏi là có đi quá giới hạn không, hay là không? Không, không. Chỉ là đang, có nghĩa đang trong giai đoạn. Hơi say nắng chút đỉnh thôi. Đang trong giai đoạn. Chết rồi, nói tới khúc này mẹ mà xem được. Có nghĩa là lúc mà con đi học đại học là con ở Hà Nội thuê trọ ấy ạ. Thì anh này ở một tầng, con tìm một cái nhà ở cũng ở trong cái nhà đó, ở tầng trên. Có nghĩa là gần như là hai đứa là ở với nhau từ lúc mà bắt đầu yêu nhau cho đến khi mà kết hôn. Thì cái khoảng thời gian yêu nhau thì nó cũng không có quá là nhiều biến động. Khi mà đến khoảng tầm 5.5 thì đợt đó là đợt con phải đi quân sự 1 tháng theo nhà trường ấy ạ, đi quân sự 1 tháng thì tự nhiên có như là một cái linh cảm thôi, thấy anh này dạo này kiểu khác. Thì mình cũng xem điện thoại rồi cũng nói chung là
con gái mà có muốn tìm hiểu hay không, có muốn điều tra hay không thôi, thì phát hiện ra là anh này cũng đang chắc chắn là có nói chuyện với cái bạn này rồi. Bạn này rất là nhỏ thôi, nhỏ hơn con nữa. Lúc đó là đang ngồi ăn là con anh cho em mượn điện thoại một tí. Ăn vụng nhưng không biết chủ mép. Là đưa luôn điện thoại luôn, cũng không nghĩ gì, chưa kịp xóa thì người yêu vừa mới đi quân sự về mà. Thế là đưa luôn điện thoại. Thế là con đi vào phòng con xem thì thấy có những cái cuộc FaceTime rất là lâu. Con mới gọi anh này vào. Đấy, tại sao anh lại làm như thế với em, sao lại đối xử với em như thế? Thì anh ấy giật điện thoại. Anh đi ra khỏi phòng, có nghĩa anh không nói không gì hết. Trong cái khoảng thời gian đấy lục đục cãi nhau nhiều quá thì bỗng dưng khi mà đang chuẩn bị chia tay rồi phát hiện ra là có em bé. Có em bé. Cái lúc mà con biết vợ con có bầu á thì lúc đó sao? Con vui, con gọi điện luôn cho mẹ luôn mà. Con bảo mẹ ơi, con được làm bố rồi. Còn vợ con thì khóc sợ quá. Con có dám điện về cho bố mẹ mình không? Con khóc nguyên một tháng. Ngày nào cũng khóc từ sáng đến tối. Khi mà khóc một tháng xong á thì lúc đó là con cũng nói trước với mẹ con, bởi vì lúc mà yêu anh này là mẹ con nhà con không có thích. Thì con cũng khóc, nói chung hai mẹ con chỉ gọi điện cho nhau khóc thôi, vì không dám nói với bố, vì bố cũng rất là ghê ấy. Thì đến khi mà về nhà nói với bố xong thì bố em tăng xong một tháng trời, mặt đỏ tía tai luôn, không nói chuyện với con gái mà bình thường trước là rất là yêu con nhất con gái luôn. Thì anh này cũng bảo bố mẹ xuống nhà thu xếp là cho có mẹ con xuống, có mẹ có gì có bác xuống hỏi cưới. Khi mà đám cưới xong thì bây giờ nhất con về. Lúc đó là hai đứa con làm đám cưới xong rồi á, có ở riêng ra không hay là lúc đó là phải ở chung với bố mẹ rồi cái điều kiện kinh tế như thế nào? Bố mẹ cũng biết là anh này anh nghề công việc cũng khó khăn ở người đó thì bảo là thế thôi, hay là hai vợ chồng cùng về Vĩnh Phúc? Dạ vâng. Em đã bỏ công việc mà em yêu thích nhất để em về nhà vợ cùng làm xi măng sắt thép. Là con cũng có vốn và con cũng mở một cái kho. Nhưng mà lúc đó là hai vợ chồng có cãi nhau nhiều không? Chính vì anh này anh ấy bỏ cái nghệ thuật để anh ấy về anh làm một cái công việc kinh doanh mà từ trước giờ anh chưa bao giờ làm ấy, nên là tính cũng thay đổi. Và xong thời gian đó thì con cũng sinh em bé, cũng nói chung là cũng gần như là thay đổi trầm cảm. Rất là trầm cảm, hai vợ chồng khúc mắc từ cái khoảng đó và bọn con ly thân. Con ở được để em bé 5 tháng thì ly thân. Bởi vì không thể chịu được nhau nữa. Ly thân là con ở đâu rồi vợ ở đâu? Con vẫn ở con nhà bố mẹ. Con lại xuống Hà Nội, con làm lại từ đầu với cái ngành âm nhạc này của con. Còn vợ con thì lại ở cùng bố mẹ vợ. Bố mẹ để bố mẹ chăm cháu đúng không? Vâng. Thế nhưng mà rồi tụi con ly thân bao lâu? 6 tháng. Rồi lý do nào sau đó lại quay trở lại với nhau? Thời gian đó thì anh này về Hà Nội làm. Thì con cũng gửi em bé cho ông bà ngoại, có nghĩa là lấy hết can đảm để gửi con vì xa con rất là nhớ luôn. Thì lúc đó là con cũng quay về Hà Nội để làm, nhưng mà là ở riêng nha, anh này ở nhà anh ấy, còn con thì đi thuê một cái phòng trọ nhỏ. Thì sau một khoảng thời gian thì qua lại thì bỗng sau khoảng 6 tháng ly thân ấy, khi mà anh này anh ấy trở lại anh làm nghệ thuật, anh ấy làm YouTube. Trong một lần anh ấy không có cái đề tài gì để anh ấy up lên kênh ấy, thì anh em mới cứ gọi con sang của em hay là em sang em hát giúp anh một bài để anh quay anh up lên trên kênh. Thì con sang thì thấy anh này ở cái bàn ăn anh ấy lại bày một chai rượu vang. Thì sau khi mà ăn uống xong hát xong một bài thì anh này anh ấy cũng kéo mình vào phòng đó để hát luôn đó. Đến rồi dạ đó. Sau hôm đó thì bọn con vẫn ở riêng, không có qua lại gì hết. Nhưng mà khi mà up cái clip mà chồng đàn vợ hát lên trên kênh ấy là được mọi người hưởng rất là nhiều, được mọi người ủng hộ nhiều, thì là bọn con bắt đầu quay lại ở khoảng thời gian đấy. Có cái để mà nói chuyện lại được với nhau. Nói chung là cả cô, cả anh Tuyên và tất cả mọi người đều mong muốn cái điều đó, bởi vì tụi con nhìn rất là đáng yêu luôn. Trải qua nhiều biến cố quá rồi đúng không? À, vâng đúng rồi. Rất là đáng yêu đầy luôn. Đủ. Thế là lúc mà về ở với nhau thì là cái tật xấu nào của anh này mà con cảm thấy là con khó chịu nhất? Tật xấu nhiều lắm. Nhiều. Ví dụ cái mắt con nháy luôn nè. Nháy luôn. Tật xấu nhất là vô tâm. Cãi nhau nhưng mà anh ấy không giải quyết vấn đề. Khi mà cãi nhau thì con muốn là phải ngồi lại nói ra là tại sao lại cãi nhau để giải quyết cho xong cái chuyện này đi. Nhưng mà anh ấy sẽ không. Anh ấy không nói đâu, anh ấy cứ đóng cửa trong phòng. Không, anh ấy bơ đi xong rồi để đến hôm sau kiểu cho quên đi là quên là xong luôn, anh không giải quyết. Mà như thế thì mình bị ôm với cục tức ở trong người, mình rất là tức, mình không thể ngủ được. Xong rồi kiểu mấy hôm mình cứ bị kìm ở trong lòng rất là nhiều lần như thế rồi mà bảo anh này sửa, anh không sửa. Con không thích nói chuyện trong cái lúc đấy. Nó khó căng thẳng đúng không anh? Đúng rồi. Rồi còn cái điều gì mà con muốn chồng con thay đổi để mà cho cái cuộc sống hôn nhân này sẽ trọn vẹn và thăng hoa hơn? Tâm sự với vợ nhiều hơn, nói chuyện với vợ nhiều hơn. Vì thực ra con rất là thích nói chuyện, con thích được kiểu có vấn đề gì đấy thì mình phải nói để hai vợ chồng có thể hiểu nhau ấy, nhưng mà anh này anh không nói. Mặc dù là làm nghệ thuật nhưng không lãng mạn nữa.
Không lãng mạn một tí nào hết. Ví dụ như kiểu những cái ngày mà quan trọng ấy, có thể là đến tối rồi anh mới nhắn tin, mà trong khi ví dụ sáng mà mình rất là muốn anh một câu chúc gì đấy, nhưng mà không, đến tối. Hoặc là quà, ví dụ tặng quà chẳng hạn, mình chỉ cần một cái món quà rất là nhỏ thôi, nhưng mà anh này phải đến tận hôm sau nữa thì anh ấy kiểu sực nhớ ra thì anh ấy mới tặng. Anh rất là vô tâm. Thay đổi rất nhiều luôn đó. Phải lãng mạn nè, bớt vô tâm lại nè, chịu khó sẽ chia tâm sự với em. Dạ. Rồi vợ con sao? Vợ cũng đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi đó. Dạ vâng. Dạ, giờ tới con đó. Vợ con giờ sao? Có xấu gì nè? Em không biết em dùng từ nói nhiều hay là từ càm ràm nó hợp lý. Nhiều lúc là em đã rồi nhưng mà vẫn cứ nói, thành ra là em lại bị cáu ngược luôn. Cái mà em không thích đấy là lúc mà em đang làm việc, em đang sáng tác, nhiều lúc em nói vợ là đây nha, bây giờ anh đang làm nha, anh đang cần tập trung nha, đừng sai khiến anh cái gì cả, đừng bảo anh làm gì, đừng nhắn tin gì hết. Là bắt đầu anh ơi xuống lấy hàng cho em. Trong một buổi chiều 3 lần như thế thì con hỏi cô là một người đang trong một cái mút sáng tác, đang một cái dòng chảy gãy cắt một phát 3 lần. Là con rất là bực mình, là cả ngày hôm đấy con bực mình luôn. Thành ra là bây giờ con đã tìm cách là bằng cách là con làm việc ban đêm. Ban ngày thích sai thì sai, không mà con cứ làm những việc linh tinh. Khi mà con chia sẻ hay là con nói một cái vấn đề gì đấy thì việc đầu tiên là không chịu nghe con. Với cả ví dụ như con đang giải thích cái vấn đề gì hoặc là con đang xin lỗi vấn đề gì nên lại không tin. Thành ra là những lúc như thế là con lại càng không muốn nói nữa. Đấy. Rồi bây giờ cái điều con mong muốn thay đổi nhất là điều gì ở vợ con? Duy nhất thôi là nếu mà sau này anh có buồn nha, ví dụ anh đang buồn, em phải kiểu nhìn mặt anh một tí là biết là anh đang buồn. Anh muốn em thay đổi cái cách mà em đặt câu hỏi và đặt vấn đề với anh. Cũng là một câu hỏi đấy thôi, nhưng mà em chỉ cần thêm một từ anh em hoặc là thêm một cái câu gì đấy. Anh hôm nay cảm thấy thế nào hay là sao đấy? Anh sao đấy? Cái câu anh sao đấy làm anh rất là bực mình. Anh bực rồi, anh càng bực hơn. Nhạy cảm. Vậy vẫn là một cái cách nói chuyện, đó, cách truyền tải đó, cái đó cần thiết lắm. Dạ. Cũng là một nội dung đó, nhưng mà cái cách truyền tải của mình á thì sẽ làm cho đối phương nghe hoặc không nghe. Đó là con dao hai lưỡi đó. Thì thực sự là anh cần ở em á, điều đầu tiên là phải có trách nhiệm với bản thân em. Vâng. Và em trách nhiệm với là con và vợ mình. Và thực sự là anh tại vì anh với em cũng na ná giống nhau, cùng làm nghệ thuật đó. Đúng rồi, cùng thứ nhất cùng làm nghệ thuật, thứ hai cùng là có vợ trẻ. Bé hơn nhà anh sinh năm 2000, nhỏ hơn bé nhà nữa. Và thực sự là vợ của mình á là hy sinh cho mình tất cả rồi, anh nói thiệt. Là coi như là nguyên tuổi thanh xuân là dành cho bản thân mình rồi. Anh nghĩ là phải có trách nhiệm với yêu thương vợ con nhiều hơn nữa. Em phải quan tâm bà xã nhiều hơn. Và cái quan trọng là cái tâm lý rất là quan trọng. Em phải hiểu được tâm lý lúc đó vợ cần gì và muốn gì. Thương. Lúc đấy anh cũng không cố tình nói thế đâu. Hứa cái gì nè? Hai đứa đứng anh lên đẹp xem nào, tôi nhìn cái bộ sắc phục này tôi thấy đẹp quá. Anh mời hai đứa đứng lên và có một cái lời hứa gì đó với vợ. Anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, hơn những gì mà em tưởng tượng. Chắc chắn. Anh sẽ cố gắng anh chu toàn hơn. Anh cũng không phải là mong mọi thứ nó hoàn hảo, nhưng mà anh sẽ làm nó tốt nhất trong khả năng của anh. Anh cũng không cần em phải hài lòng, anh chỉ cần em công nhận những gì mà anh sẽ và đang và sắp cố gắng thôi. Đấy, và anh hứa là anh sẽ bù đắp hết. Cảm ơn hai đứa rất nhiều nha.